chiếc sim khủng 20 tỷ lộ mặt chiêu trò đấu giá ảo của Ngọc Trinh. Một lần nữa, những chiêu trò của Ngọc Trinh để mua sự nổi tiếng đã trở nên vô cùng khó coi sau màn đấu giá sim khủng 20 tỷ. Mới đây, Ngọc Trinh đã đăng tải một clip trên trang Facebook cá nhân có nội dung thông báo người hâm mộ vì buổi đấu giá chiếc sim 0989 999 9999 đã không thành công do mong đợi. Lý do được người đẹp nội y đưa đó là người đấu giá cao nhất là 18 tỷ 688 triệu đồng đã quỵt lời khi không đồng ý trả tiền để nhận chiếc sim nữa. Ngọc Trinh hẹn sẽ tái đấu giá thông qua tin nhắn vào ngày 19 tháng 1. Tuy nhiên, lý do của Ngọc Trinh có vẻ vô cùng thiếu sự hợp lý. Phải chăng vì vụ đấu giá chiếc sim khủng chỉ là chiêu trò của cả người bán sim Gia Khang và bộ đôi Ngọc Trinh Khắc Tiệp nhằm xuất hiện trên mặt báo và trục lợi cho bản thân? Buổi đấu giá không có trung gian và giá trị thật của chiếc sim 20 tỷ. Các buổi đấu giá thông thường, người tham gia đấu giá sẽ phải đặt cọc hoặc trả trước một khoản chi phí nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch cho phiên đấu giá. Tuy nhiên, ở phiên đấu giá của Ngọc Trinh không có bất kỳ điều ràng buộc nào. Vì vậy, cho tới khi người thắng đấu giá không trả tiền, Ngọc Trinh cũng là người hứng chịu hết. Phải chăng chính ekip Ngọc Trinh Khắc Tiệp cho rằng mình không bao giờ thiệt dù có bán sim hay không đi chăng nữa, nên đã không nghĩ đến điều này? Lập luận ngày càng khẳng định khi chiếc sim mà Ngọc Trinh đấu giá, theo nhiều người chơi sim số đẹp thì đang được rao bán với giá khoảng 7 tỷ đồng và đã lâu rồi chưa có ai hỏi đến. Bản thân doanh nhân Bùi Nguyễn Gia Khang cũng không phải chủ sở hữu mà chỉ là người môi giới cho chủ nhân thật sự của chiếc sim. Anh này cũng dính dáng tới một vài vụ lùm xùm hàng giả những năm 2009. Dư luận cho rằng thực chất Ngọc Trinh chỉ đang giúp người chủ sở hữu thật sự bán chiếc sim để nhận phần chênh lệch với giá trị thật của nó. Việc ekip của Ngọc Trinh bỏ ra 15 tỷ để mua chiếc sim mà ai cũng biết giá trị ở khoảng 7 tỷ là quá khó tin. Người phụ nữ thắng phiên đấu giá là chân gỗ của Hoàng Kiều. Nét giống nhau tới tinh nghẹt giữa người bạn của Hoàng Kiều và người đấu giá trúng chiếc sim 20 tỷ. Không hiểu vô tình hay do một sự sắp đặt nào đó, người phụ nữ giấu mặt thắng đấu giá chiếc sim trị giá 20 tỷ của Ngọc Trinh lại có nhiều nét tương đồng với một người từng xuất hiện bên cạnh Hoàng Kiều trong một tư thế khá thân thiết. Từ gò má cao, chiếc mũi, miệng và cằm có thể nói là giống gần như hoàn toàn với người phụ nữ giấu mặt. Trong clip ghi hình lại buổi đấu giá của Ngọc Trinh, người phụ nữ này cũng là người đã nâng mức giá lên từ 9 tỷ lên đến 16 tỷ 880 triệu đồng, một mức giá làm rùng chân toàn bộ các khách VIP đang tham dự buổi đấu giá. Có thể ít nhiều khẳng định người phụ nữ này có thể là chân gỗ trong buổi đấu giá, hoặc là một người do Hoàng Kiều cử đến nhằm vui lòng người đẹp Travis. Nhưng cho dù đó là ai, thì việc người phụ nữ giấu mặt cũng thật đáng ngờ. Người trả giá cao thứ nhì cũng là chân gỗ. Người đàn ông tên Thông là người đã trả giá 18 tỷ 100 triệu đồng và bị nhận xét rằng mức giá 100 triệu anh tăng thêm có lẽ không phù hợp với hoàn cảnh của buổi đấu giá. Thực chất anh Thông là người đang cho Bùi Nguyễn Gia Khoan thuê lại tòa nhà số 47 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh. Ngay sau buổi đấu giá, trên Facebook anh này đã bình luận trên status của Ngọc Trinh như sau: lúc anh máu bỏ tiền ra mua sim làm thương hiệu thì em không cho diễn kịch, không chịu bán. Đến lúc anh đã uống thuốc hạ sốt thì em Trinh đòi bán, lúc này anh lại hết giờ mua. Ai mà không biết bà đeo mặt nạ là người của em để bơm giá, nhưng cũng vì em quá tham nên bị thâm luôn rồi. Trở về giá trị thật của số sim thôi, 8 tỷ 900 là sáng mai. Ra sang tên nhanh gọn, anh cảm ơn em Trinh đã liên hệ lại để năn nỉ hù dọa bot Facebook. Anh Thông, chủ nhà đang thuê của Bùi Nguyễn Gia Khoan, đã bình luận trên Facebook của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là một hành động tung hỏa mù để kích giá của chiếc sim lên cao hơn so với con số 7 tỷ được định giá, nhưng vẫn chưa bán được cho ai của chiếc sim. Với việc hai người trả giá cao nhất và rất chênh lệch với số khách VIP còn lại đều có liên quan tới Ngọc Trinh, thật khó để dư luận tin tưởng rằng phiên đấu giá hoàn toàn minh bạch và công minh. Mục đích thực sự của việc đấu giá sim là gì? Liên tục gọi các mạnh thường quân ra mặt để ủng hộ vào quỹ từ thiện cho đồng bào miền Trung có một cái Tết ấm no. Tuy nhiên, Ngọc Trinh lại hẹn vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 1 để tổ chức đấu giá livestream, tức là ngày 22 âm lịch. Không hiểu quỹ từ thiện của Ngọc Trinh sẽ làm gì với 20 tỷ trong vòng 8 ngày để bà con miền Trung kịp có một cái Tết ấm no như lời của người đẹp Trà Vinh luôn kêu gọi. Có lẽ chỉ mình ekip Ngọc Trinh và Khắc Tiệp mới biết được mục đích thực sự của việc đấu giá chiếc sim. Thế nhưng, dư luận đã dần dần có được câu trả lời cho riêng mình. Những chiêu trò của Ngọc Trinh để mua sự nổi tiếng hoặc để kiếm tiền từ việc đấu giá thực chất là môi giới chiếc sim đang trở nên ngày càng khó coi.